để tao thui thì nó ăn thử nó cho. Ý xảy ơi. Em phải thui cái đốt đốt cá lên để lấy thịt để nấu canh rồi nhỉ. Nhưng không cháy cả. Nhưng không chả cháy nè. Rồi. Giếng nhà mình từ ngày trước rất là nhiều cá xuống đầu nhá. Được à? Sâu, giếng của nhà mình rất sâu. Khôn quá đấy. À, đừng có cho đầu nghe mà nhìn đi. Bao giờ mà để nó cũng sát cá hơn mình, thế nên là đi câu lúc nào nó cũng được trước. Đấy, một con này nha. Trời. Có cá rất mồi. Nói chung là vẫn còn cá, anh em mình đang test ra xem cái giếng của anh em mình từ ngày xưa có đấy không. Hay là do ta câu mồi dế nhỉ? Đấy là mồi của mình này. Con này quen ăn cơm còn mình. Chắc là mồi bao để nó quen ăn cơm mình. Ta móc cả cơm như thế. Hôm nay anh ơi, hôm nay cơm nhiều nhiều. Nó dấu đồng một thì trong rồi. Làm món gì như đẳng cấp này. Dấu đồng thì món gì đẳng cấp. Đẩy món. Mày câu cơm à? Cơm mà. Ta câu cả cơm như thế. Cái thịt mềm ở đây nhá. Từ từ, để tao buộc lại đây. Buộc lại một lôi mất đấy. Để tao chế cho mày xem một gọi là cái bẫy. Bẫy cá vô đồng ở dưới này, dưới giếng luôn mọi người. Chạm. Bẫy cá. Ở dưới giếng làm gì mà ai xuống mà đánh lưới được. Rồi, buộc vào đây. Đấy, trông nhá. Đấy nhá. Thế như được thế nào ấy? Tăng lắm. Rồi, mình sẽ chế một cái bẫy để thử xem bẫy cá của các bạn xem. Ai không được? Cái gì? Trời. Nhiều hơn nhỉ? Mà sao nó quả dí quả dí này nhỉ? Thế này nó không đồ ăn. Thì cho anh đi trả cơm cho bọn nó mới đánh nhiều. Thế con trả cơm nó khối bố giếng. À đây. Cơm cái gì? Chờ tí nhá. Cá này. Ừ. Cá nhà mày cá chưa ăn cơm. Trời. Anh nhìn nhất anh mà làm sao á? Thì em có được một mạng cá. Ừ, tí nữa sẽ tăng được nhiều hơn. Ok. Nói chung là mình sẽ thử cái cách của người ta hay bắt cá trên mạng xem gọi là ok không. Tí nữa mình sẽ xiên những cái que này, vót nhỏ những cái que này đi, xiên vào đây tạo thành một cái hòm ấy, để cho cá xong thả mồi là cho cá vô đồng nó chui vào. Đấy, xong là anh em mình sẽ xách lên. Đấy. Trong mắt môi, anh đừng có ảo tử lắm. Ôi, điên là cá vô đồng thì nó háo mồi thế, một phát là lên. Đi đâu? Chắc nó chọn ăn nữa đi nhỉ. Nó biết nhỉ, nó thấy biết câu ai con nó sợ nhỉ, tại vì từ dưới nó nhỏ ấy.
đây, đây sẽ là cái hom của mình nhá. Cá nó sẽ rút vào đây, khi nó lên nó sẽ cắm vào đây, không ra được nhá. Đấy, mình thử cách này thì gọi là xem được không thôi chứ. Anh thử đi em làm mới. Mày cứ đợi em tí nữa làm được nhiều hơn. Ok, em chết trước anh năm con. Chọn gì được một con. Chấp trước mày được trước thì cần chấp tao. Tao đang chấp mày đấy. Đấy, đây chính là hai thiết kế của mình nhá. Bây giờ sẽ cho mồi, con này cho cạp chim vào luôn. Ui, tí nó rút vào đây. Đấy, rút đâu vào đây lắm, rút đây xem nào. Đấy, vừa không? Xem vừa. Chưa vừa. Riêng là loại háo mồi á, một tí là nó sẽ nhảy hết vào đây. Nó biểu nó vào nó ra được không? Hả? Ừ, ra thế nào được mà ra? Đó. Em câu một lúc nữa được rồi. Mà cứ đấy mà cầu lúc nữa. Đấy, nhìn thấy rồi. Thiết kế sang trọng, lịch sự, lịch lãm. Tiếng em mình rất sâu các bạn này đó. À. Em thảo anh một quả. Ừ, đây đây, cho mày thảo quả này. Nhưng mà đừng kia nhá. Hả? Đừng câu nữa, mày đừng câu nữa, không động nước. Không. Thả xuống đây xong rồi tí nữa ra xem thôi. Đây, cầu lên, cầu lên. Đấy. À, thả từ từ thôi. Tối lắm mọi người ạ, thế nên là sẽ không nhìn rõ đáy của giếng đâu. Nhìn ngay cả tủ cá này. Đấy. Nhẹ thôi, thả từ từ. Thiếu câu nữa à? Lông nhỉ? Đấy. Rất là lông. Không câu nữa à? Đừng có câu nữa, động nước. Thì câu lên nhé. Câu vào đây. Câu lên nhé. Ừ. Để tí mà xem. Mọi người chờ kết quả nhá. À, đây là mình thử xem là ở trên mạng người ta dùng cái này đánh cá mà mọi khi thấy trên mạng thì được nhiều lắm. Xem cho thấy ảo à? Xem thấy ảo. Đi vào đi. Sao gì đã được mà? Được rồi. Nếu mà nó ăn theo kiểu này thì chắc chắn là được rồi. Đấy. Nói chung là được tầm gần tiếng rồi mọi người ạ. Nếu mà nó ăn là sẽ kiểu nó háo mồi là nó sẽ được. Nặng lắm. Nặng nước nó nhiều vào nó sẽ nặng. Đấy. Anh ơi kéo hộ đi em. Ai xa, ai xa. Đây này, nhìn đây này. Nhìn này. Con ra được, con này ra được này. Con này nó đang tẩu thoát mọi người. Nó đang tẩu thoát này. Ai xa, từ từ. Để đấy, để cả đây đấy. Đây, cho mày dốc cái này ra. Đây, cầm lấy cái này. Đưa đây. Ui. Đây. Có quả hấu không kéo ui. Được. Ui. Đấy, thấy chưa? Mấy con liền đấy, không phải một con đâu. Đi ăn cái tút ra, tút ra. Con này tẩu thoát. Con này tẩu thoát. Ui nè. Ui rồi. Trời ơi. May cực kỳ may nha mọi người nhá. Trời, mình làm thế này nó vẫn thoát được. Quả này nó tàn phê lên cả được. Giữa đầu nhà mà đại ca. Cần quét giếng rồi. Rồi. Đấy, thấy chưa? Ác chưa? Mày thấy con to, con đại ca này nó đang tẩu thoát. Mày không chết. Thấy chưa nào? Đó, mày câu được mấy con rồi. Đâu rồi? Đây kia em cũng câu dùng một cái này đây. Ừ. Ừ, vậy. Đấy. Cũng mấy được mấy con? Không biết. Mấy con. Em một con ra ngoài rồi. Một con. Hai con. Thế rồi. Ba con. Bốn con, năm con. Ui nhiều lắm. Ê. Sáu con. Bảy con, tám con. Toàn cái bé hai không bằng hai con to của tao. Đấy, nào. Để giữ nguyên nhé, tiếp tục để đấy. Mười con. Ui dối mất rồi. Ui. Nào lại đóng vào là như thế này. Đấy, đóng vào á. Ờ, lại đóng vào như thế này. Thôi, lại cho mồi vào. Lấy thế thôi, để con để nữa. Hả? Con ăn hết vi khuẩn ở dưới. Sao con... Bắt tiếp. Để thế thôi. Hả? Thế thôi. Lấy nhiều quả nó đấy.
đó chị đưa nó không kích thể. Tôi đưa mấy con của mày nữa đây, xem nào, được nhiều chưa? Được thôi. Được, nói chung là cũng đủ bữa mọi người ạ. Không có định nuôi nữa à? Ừ, thôi, nói chung là bắt thế thôi để cho nó cá nó còn ở dưới giếng nó còn sinh sản. Đấy. Hay là thả những con nhỏ xuống cho nó sống nhỉ? Ừ, thả. Thả một con nhỏ nhỏ hả? Đấy. Đây, con này nhé. Một con. Đấy. Một con. Đây, ba con. Thôi thì thôi. Một con. Thả năm con này. Thôi thì thôi. Ây dạ. Quẩy ghê. Mỗi tội gầy thôi mọi người. Con này bé này ăn gì? Rồi, mỗi tội nó gầy đâu. Bé. Ôi, bé nó gầy. Không có cái ăn. Ôi, thế thì còn có chừng này à? Bắt tiếp đi. Thôi, thế đâu? Đấy. Được có khoảng tầm hơn chục con. Để con nuôi chứ. Anh em mình nuôi. Mang đi rửa đây. Đó. Con lợn nữa nè. Đi người ta thui thì nó ăn cửa nó cho. Đi sợ. Ê ơi, thui kìa. Đốt đốt cá lên để lấy thịt để nấu canh mình ạ. Nhưng không cháy rồi. Nhưng không chả cháy nè. Rồi. Tao bảo mày đốt cá thì kia mày chui sao lại cho ra kia xong cho tao đấy. Ở đây nó tiện chưa? Thôi đi đi. Đi đi hái rau ngót đi. Không làm được cái gì. Nó đốt mày định đốt đống rơm của tao à? Trước nó đã đốt đốt hẳn một cái đống to của tao rồi. May đấy. Sành ra cái là phá. Đốt này đây, thế này có phải kia không? Cách nó ra nhỉ? Ngu. Sợi ấy. Mọi người biết làm rau ngót để ăn gì không? Thì anh em mình làm quả canh rau ngót nhé để ăn cơm nha mọi người nha. Ăn thì ngon lắm, sướng lắm. Ngọt lư luôn. Nói chung là sẽ rất là ngon đấy, món này sẽ rất là ngon đấy mọi người nhé. Lâu lắm rồi mình không ăn cũng thèm phết. Bây giờ phải cạo sạch đi xong bóc thịt nó ra. Giả dụ như con này này. Nó mà to to được như con này ấy, thì đẹp này. Còn mấy con kia nó bé quá. Sự không biết bóc kiểu gì. Đấy, bóc thịt nó ra lấy nguyên thịt thôi. Đáng nhẽ phần xương với kia phải xay nó ra ấy. Nhưng mà thôi anh em mình lấy thịt thôi. Ê, thơm ngon tuyệt vời. Cá rô đồng đốt thì ngon lắm. Không biết cá rô đồng giếng có ngon không.
về sau con pet mới rồi nha mình nhé. Đây đó là mới chuyển nhượng từ mẹ của Marika sang Marika, sang tên đường chủ. Con pet này, mà pet ui. Marika ơi, em nghĩ anh nên đó đi, phá bỏ hợp đồng đi. Đồng gì? Con này mà đổi chủ là anh không có chỗ uống đâu. Thế nào? Nó chỉ một phát ra một mình luôn. Con đang xong chèm. Con này chưa đặt tên mọi người, không biết nên đặt tên nó là gì. Con này là khỉ sói. Hả? Em này thì rất ngoan, không như em lợn ngày trước là ăn là cứ ỉa từng lum ra đâu. Em này cứ chạy theo người này. Nó cứ chạy theo rồi. Hả? Mày bây giờ mày ra mày tắm cho nó đi. Tắm á? À thôi, để tí nữa. Tí nữa nắng lên mày tắm. Này. Con này nó ăn rất là kinh. À, em này chỉ chuyên thích uống sữa này với lại ăn không ăn cám viên lung tung. Rau củ quả. Nó kén ăn lắm. Nó... Ăn cơm chán sữa này. Em này là nó bị còi này. Đại nó mày to lắm. Tao nó pha lên nó cơ. Nhưng nó bị còi là mẹ của Marika nuôi lôi vào để cho nó uống sữa này. Thế là nó vừa đầu hẹp của này. Nó gầy nhom rồi, xong rồi mẹ Marika nuôi là mãi rồi mình béo này. Thôi bỏ đi ra đây, lấy củ kho đi cái đó. Nhưng mà nó cứ chạy theo tiếp theo đây. Đây đó. Đến đầu rồi nhá. Rồi, đây sẽ là bát canh huyền thoại của anh em mình nhé. Hồi xưa mình hay ăn canh này lắm. Trời, rau ngót mày vỏ chưa kỹ này. Thế là được rồi, em nấu ở nhà em chả vỏ. Toàn bộ số gọi là cá của anh em mình đây nhá mọi người nhá. Được ít nhỉ anh nhỉ? Ngon nhất là cái trứng này này. Thế em cắt cơm chứ gì. Lấy nước, sắp xong rồi. Anh đi lấy nước á. Cơm nước đầy đủ. Làm một bát siêu ngon khủng khiếp luôn. Này anh ơi, để em đi vào em cầm cơm. Nó đang ngấm gia vị của gạo cá đó mọi người. Đấy, chỉ những cá rô đông thì nó chỉ thôi rồi. Lâu lắm rồi mình mới ăn cái món này đấy. Đơn giản nhưng mà nó lại rất là ngon nhé. Trên cả tuyệt vời. 29 thôi. Ok. Đấy, đây. Nhỉ? Mọi người xem bát canh của anh em mình nhá. Lâu lắm rồi không được ăn canh rau ngót à. Lâu lắm rồi đấy. Hôm nay nhà mình đi vắng hết nên là anh em mình quyết định là ăn cơm nguội. Trứng này, trứng này mọi người. Ôi. Ôi. Trời ơi. Đấy, lên trên này ăn cho mát. Nào. Thế em xin bắt cơm. Lười nấu cơm còn mỗi tí cơm nguội. Thế mà lúc nãy để em đi bắt cơm. Thế anh bảo là còn cơm nguội rồi. Ôi trời ơi, để em đi bắt cơm. Đấy, làm ít ăn ít thôi. Chán nước canh vào. Nó ngọt lắm mọi người ạ. Ngọt lắm. Nói chung là suýt vì mấy con cá rô này mà mình lại mất một đống rơm. Thằng này không để ý một tí là nó gọi là ăn thì ít mà phá thì nhiều. Dập tốt. Dập tốt. Tao đốt xem mày dập tốt không? Thì... Này chỉ độ tầm 30 giây nữa rau mà không về kịp thì thôi xong luôn. Tại anh không làm rơm gọn này. Tao đang hái rau ngót. Mình đang hái rau ngót thì nhìn thấy bốc khói. Thôi tôi cho nó đi anh hái luôn. Anh cá nè. Cá nó kẹp với rau nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngọt lắm. Ăn cơm của em mình. Quên mời mọi người nhá. Ngọt lắm. Ngọt thôi. Lâu lắm rồi mình mới có cơ hội ăn lại cái món này. Tuyệt vời. Ngọt lắm rồi ạ. May có một con có trứng. Con đấy nó còn béo béo. Mình biết tại sao cá rô đồng ở dưới giếng nhà mình nhiều rồi.
nó có một cái nắp ở trên giếng ấy, tháng nay mở ra cái thấy đầy giấy với dán ấy, kiểu nó bấu ở đấy, nó mà rơi xuống là cả rô thịt luôn. Xong nó bể. Nhưng mà đáng lẽ ra ấy, càng ngày nó càng nhiều đúng không? Nó để ra đúng không? Nhưng mà tại sao giếng nó cũng chỉ có một số con, gọi là không có nhiều hẳn đâu, nó chỉ gọi là cho anh em mình bắt ở chắc độ tầm 2-3 rất tân tần ở dưới giếng chắc độ tầm được 20-30 con thôi, mà nó cứ mãi thế thôi. Đáng nhẽ ra qua năm khác này năm khác nó phải để nhiều chứ nhỉ? Nó để nhiều trong con gà lại chết, chết kịp đấy. Ngọt lắm mọi người, nấu canh rau ngót với cá ngọt tuyệt vời luôn. Nhưng mà cơm nguội như sống sống ấy. Phải không? Không có. Mày vò rau ngót chưa kỹ nhỉ? Nghe em mình chẳng vò ấy. Không vò hả? Không. Không biết thưởng thức. Làm thì ít, ăn thì nhiều, phá thì lắm. Hết dính rồi. Ngày trước mình mất một đống rơm với mao liệu rồi. Lỡ tay. Lỡ tay. Sao người khói ra người ta tưởng cháy nhà. Cả xóm chạy đang xem không dập được. Nhưng mà nó cháy hết mặt ngoài, ở trong nó cháy âm ỉ đến 3 ngày mới xong. Rau ngót rồi. Nó không vào nữa. Rau mùng tơi nè. Rau mùng tơi thì mình không thích ăn. Em thích ăn lắm. Em thích ăn cả rau đay nữa. Rau đay nó nhớt. Rau đay nấu nấu canh cua mọi người ạ. Canh cua đồng ấy, tuyệt vời luôn. Con rau ngót là hợp nhất cá rô đồng này. Cá rô đồng này à. À, ở dưới Hải Dương có vẻ là ở Hải Dương có cái món canh cá rô đồng với lại rau muống luôn. Ta được thưởng thức một lần rồi. Nhưng mà do đầu bếp mà bạn mình ở Hải Dương nấu là gọi là chản chùa. Lại còn bóc thịt ra bên kia này, ui, ăn như kiểu đấy. Không ngon bằng cái canh rau đồng, à rô đồng rau ngót mọi người. Ngọt nhỉ. Quá ngon. Nước thịt cá nó ra hết rau, ăn rau sướng hơn. Nó ngọt. Một bữa mát. Đơn giản. Ngon. Hôm nay mới hết nắng ấy, cứ không. Nếu mà nắng như hôm qua hôm kia ngồi trên mái tôn này á, khô luôn, chết tòi. Chắc là hết nắng rồi. Hôm nay mát. Lâu lắm mới được bát canh ngon mọi người ạ. Nhưng mà hết mất cơm ra ăn cơm nguội. Tớ bảo mới bắt cơm nhưng không bắt. Em bảo em đi bắt cơm. Em bảo là ăn thấy đủ rồi. Ăn thấy đủ rồi. Tao là ăn thấy nó bảo là đủ ăn. Tao ăn đủ thôi. Tao có tính mày đâu. Thôi nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment phía dưới bình luận và một đăng ký kênh Nhân Trung bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người. Bye bye.